Rest of all.
thứ bảy á các bạn. Thứ bảy thì ngày mai chủ nhật người ta còn nghỉ ngơi, ngày mai người ta còn nghỉ ngơi, người ta mới đêm nay người ta chơi hôm nay. Ok các bạn, video của mình tới đây là kết thúc. See you next year nha các bạn. Đó, nhớ đăng ký video của mình nha các bạn. Bye bye.